Hello, xin chào tất cả các bác. À, hôm nay mình lại đưa cho bác thêm một chiếc xe nữa. Lại bị đổi màu. Chiếc xe, nói với tổng quát là chiếc xe này thì khá là đau lòng. Cái này đây. Một chiếc xe Lux SA bản base. Nhưng mà đây những cái phần này này. Không biết chủ xe để đâu nhưng mà được một số cháu bé ở nhà là đam mê khoa học hay sao ấy. Điều khác này khá nhiều. Ngoài ra thì ở phần bên trên này còn đi va chạm xước nữa. Đây phần này là phần cản trước này. Cái chi phí đi bây giờ đi sơn lại thì chắc cũng không tốn nhiều lắm đâu. Chắc mình đoán khoảng tầm 2-3 triệu. Cả hai cửa cơ. Cửa bên này, cửa bên kia. Được các cháu vẽ đầy khá đầy đủ. Cả hai bên vẽ khá là đều đặn, giống nhau. Chi phí bây giờ đi sơn lại chiếc xe này thì chắc cũng tốn nhiều lắm đâu, khoảng vài ba triệu. Nhưng mà chủ xe hơi bực nên là quyết định đi đổi màu. Và đổi sang một cái màu mới. Màu này thì là màu có tên là Dark Platinum. Nhưng mà mã là mã SS02. Khác với một chiếc màu ngày trước, một chiếc bên mình ngày trước cũng là một chiếc màu Dark Platinum của Tech Grab. Nhưng mà màu đấy là màu RB12. Màu RB12 nó là màu bóng, còn màu Dark Platinum này nó lại là dưới dạng màu mờ. Và bây giờ thì các bạn bên mình đang tiến hành tháo các bộ phận trên xe, ví dụ như là cái nắm cửa hay là các nẹp cửa này. À, có thể đi lượn thêm một vài vòng nữa xem chiếc xe có gì hay ho không. À quên, đây có một phần khá hay ho nữa, đó chính là phần cụ la răng này. La răng này đã được thay bằng bộ la răng của X6. Ngoài ra kết hợp được sơn lại màu này là gọi là màu, cũng là một dạng màu chrome đen. Tuy nhiên thì lại cũng giống như cái phần bên trên xe ấy. Đi lại cũng tránh được. Vỡ sơn khá là sót. Nhưng mà chắc là sau lần này đi dán về thì chủ xe sẽ làm thêm lại lốt cả bộ la răng nữa. Ngoài ra phần cuối đuôi xe này thì chúng ta có gì? Phần cuối ở đuôi xe này thì chúng ta có thêm một cái bộ Oppo giả Chiebo thể thao, giả bộ Acabovic. Xe này vẫn đang, xe này thì vẫn đang dùng bujin thôi, vẫn đang dùng bujin. Nhưng mà có điều chủ xe thay đổi cái phần Oppo này sau, nên Oppo chia lòng đôi như này cho nó cứng cáp chiếc xe hơn. Đó. Đấy không? Nói chung là xe đi cũng hơi lâu lâu, không lâu lắm đâu. Mà đây là thành viên trong hội Lux Owner. Và cái màu này thì ở Hà Nội thì chiếc xe này là chiếc xe thứ hai có màu này. Mình xin cam kết luôn. Màu chiếc thứ nhất là chiếc Range Rover màu SS21, mã màu tích của đấy từ hiệu Tech Rock của Mỹ. SS21 thì chiếc Range Rover là chiếc đầu tiên, và chiếc Lux SA này là chiếc thứ hai lên màu này. Thì bản thân mình nghĩ thì cái màu này nó khá là phù hợp, bởi vì là một chiếc cái xe mà nó dạng form lớn, bự, to lớn. Nhất là cái ô la răng này mình rất là thích. Một tội cái bọc sơn. Chắc là mấy bữa chủ xe sửa lại là ok. Thế thôi, tí nữa khi mà các bạn thi công mình sẽ quay lại trở lại các bác thêm một chút nữa.